Xin kính thưa quý thầy cô, xin kính thưa quý vị đồng nghiệp. Tôi là bác sĩ Vinh, hiện đang công tác bộ môn da liễu của trường. Thì hôm nay sẽ đến trình bày một số cái cập nhật về cái chẩn đoán và điều trị cái bệnh giang mai. Thì như bên cái chuyên khoa da liễu mình thì nó có ba cái phần chính, tức là các bệnh về da, các bệnh lây qua đường tình dục và bệnh phong. Thì gần đây có thêm một cái phần về thẩm mỹ da nữa. Thì cái chuyên đề hôm nay bộ môn sẽ nói về một số cái cập nhật một số cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp nhất. Thì cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thì cũng có tác giả mình gọi là cái bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục. Thì cái bệnh giang mai thì đây là một cái bệnh mà do một cái loại sán khuẩn là Treponema pallidum gây ra ha. Thì bệnh này cũng là một cái bệnh phổ biến trong các bệnh phổ biến trong các cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục. Thì cái bệnh giang mai này nó xuất hiện từ khi nào thì người ta thấy những cái bằng chứng của những cái xác ơ ngày xưa thời thượng cổ đó, ước người ta thấy có những cái bằng chứng mà tổn thương xương hay là răng, điển hình của ví dụ như cái hồng răng Hutchinson chẳng hạn, điển hình của cái bệnh giang mai. Thành thử cái bệnh này nó có từ rất là lâu đời rồi. Thì nhưng mà cái bệnh này được mô tả đầu tiên vào châu Âu vào thế kỷ thứ 16, là bệnh nó gây thành cái dịch. Thì người ta cho rằng cái bệnh này người ta mang từ cái do cái Christoph Colombo cùng cái đoàn thủy khổ thủ 44 người đi từ cái Haiti mang về và gây dịch. Còn tại Việt Nam thì cái bệnh này được mô tả vào thế kỷ thứ 18 ha. Thì cái bệnh này thì thì người ta cho rằng cái bệnh này là do cái đoàn lính của cái Gia Long chuyển chinh sang Thái Lan, cái vùng Simla. Thành thử có cái tên của bệnh giang mai, người ta gọi là cái bệnh Simla, là cái bệnh giang mai, cái xuất xứ của cái từ ngữ các bạn đó, thì có cái tên là bệnh Simla. Thì về cái phần nhắc chút xíu về cái phần dịch tễ học, thì cái bệnh giang mai này thì cái về cái tỷ lệ nam nữ thì nó tương tự nhau. Thì đây là một trong những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục đó, thì cũng giống như cái bài đề bệnh lậu của thạc sĩ Long mới trình bày, thì khoảng 90% là nó lây qua cái đường tình dục. Ngoài ra có thể lây qua các đường khác, ví dụ như là qua đường truyền máu, có thể đường truyền từ mẹ sang con, và cũng có thể gây qua tiếp xúc trực tiếp qua da hoặc là niêm mạc bị chấn thương trầy xước. Và cái bệnh giang mai này thì nó diễn biến của nó hơi phức tạp, nó diễn biến thành nhiều thời kỳ khác nhau. Thì chút nữa tôi sẽ trình bày cụ thể hơn về các cái thời kỳ của giang mai. Thì cái thời kỳ mà lây bệnh nhiều nhất á, là cái thời kỳ giang mai 1 và giang mai 2. Nếu cái thời kỳ này tiếp xúc quan hệ tình dục không có bảo vệ thì khả năng lây nhiễm khoảng 30%. Và cái giang mai mà nó cái thời gian sau 2 năm thì người ta thấy tỷ lệ lây nhiễm rất là thấp, gần như là không có cái tình trạng lây nhiễm. Thì bệnh viện da liễu thì cũng là một trong cái bệnh viện quản lý các bệnh phong cũng như là các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục của các tỉnh phía Nam, tức là từ cái Bình Thuận trở vào, cũng như là các cái quản lý của các 24 quận huyện trên thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một số cái con số liệu để mình có một cái tầm nhìn về cái tình hình dịch tễ của các bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung cũng như cái bệnh giang mai nói riêng. Thì mình thấy đây là cái bệnh giang mai năm 2014 đó, thì đây và cái bệnh giang mai 2015 thì mình thấy rằng theo cái sơ đồ diễn tiến từ 2010 đến 2015 thì cái bệnh lây truyền tình dục có vẻ như là càng ngày nó càng gia tăng thêm. Thì đây là cũng vấn đề rất là báo động đó, là đây là cái các cái số liệu này thì cái hàng tháng bệnh viện da liễu cập nhật từ các cái phòng khám STI, các phòng khám da liễu quận huyện về. Thì đây là cập nhật được cái số liệu này. Đây là mình thấy cái giang mai ở đây, giang mai sớm rồi giang mai muộn, giang mai 2, và đặc biệt ở đây là cái giang mai bẩm sinh đó. Giang mai bẩm sinh hiện nay cái tỷ lệ này còn bắt đầu từ năm 2011 về trước không có, nhưng hiện nay bắt đầu xuất hiện càng nhiều. Hiện như năm 2015 là có 11 cái trường hợp cái giang mai bẩm sinh, và đây là cái điều đáng báo động. Thì cái giang mai bẩm sinh này á, thì nó lây từ do người mẹ lúc mà mang thai, từ khi mang thai mà mắc cái bệnh giang mai. Mà người ta thấy rằng cái người mẹ mà khi mà bị giang mai cái thời kỳ 1 á, thì cái tỷ lệ nhiễm là 70-100%, đó, thời kỳ 2 là 90% và tỳ mẫn là 10-30%. Thì cái thời kỳ này chút nữa qua cái phần lâm sàng thì sẽ anh chị sẽ các quý vị sẽ rõ hơn.
Và khi mà nếu cái giang mai của bé, của bào thai mà không điều trị á, thì nó sẽ gây ra thai lưu trong tử cung, hoặc là chết chu sinh, hoặc là 50% còn lại là bị cái giang mai bẩm sinh. Thành thử đây là cái đối tượng của cái giang mai bẩm sinh mình cũng rất là lưu ý. Và đặc biệt là cái số thai phụ mà được cái tầm soát cái giang mai á, thì con số liệu này là của Bệnh viện Da Liễu mình cập nhật từ 2012-2015, thì mình thấy rằng cái tỷ lệ cái giang mai á, cái huyết thanh giang mai trong cái thai phụ từ năm 2012 đến 2015 thì tỷ lệ nó sẽ tăng dần. Như năm 2015 cái số liệu mình là 0.036, thì cái vấn đề mình cũng đây là cái tỷ lệ nó tăng cũng là đáng báo động. Thành thử cái vấn đề mình phải tầm soát các cái bệnh nhiễm, ví dụ như HIV, viêm gan và cái bệnh giang mai ở thai phụ, để mình nhằm giảm cái tình trạng giang mai bẩm sinh. Và đây là cái bệnh giang mai nói chung, thì đây là diễn tiến qua từ năm 2005, trong vòng 10 năm này đây mình thấy cái bệnh giang mai 10 năm này trở lại đây thì mình thấy rằng cái tỷ lệ bệnh giang mai còn ngày nó còn tăng. Đó, thì đây là cái vấn đề mình xem lại cái vấn đề công tác tăng cường những cái công tác tầm soát cũng như là giáo dục sức khỏe để mà hạn chế các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nói chung cũng như là bệnh giang mai. Bệnh giang mai đây là một cái bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục. Thành thị đây là do vi khuẩn gây ra, mà cái tên đây là cái mình đã biết rồi, đây là cái vi khuẩn Treponema pallidum được cái Sabdin và Hoffman phát hiện ra năm 2015. Thì đây là cái con loại sán khuẩn đó, mình thấy nó có những cái vòng 6 đến 14 vòng xoắn, và thường á khi mà mình làm xét nghiệm mình lấy cái dịch tiết mình soi tư với kính hiển vi này đen á, thì nó có cái màu trắng và nó chuyển động đông đưa trong cái vi trường đó. Thành thử cấp với cái màu này thì mình chỉ nhìn dưới kính hiển vi mà có này đen, còn khi cái màu mình còn nếu cái màu sáng thì mình không thấy được. Còn trong trường hợp mà con sán khuẩn này nó đã bắt hoạt rồi thì mình sẽ xem dưới kính hiển vi này đen mà có gắn chất miễn dịch huỳnh quang, ví dụ như có ơ da thì mình sẽ thấy được nó phát huỳnh quang. Thì đây là cái bệnh giang mai, thì nó sẽ diễn tiến qua nhiều cái giai đoạn. Thì cái giai đoạn đầu tiên á, thì nó sẽ tổn thương về cái loét và cái hạch. Và qua giai đoạn thứ hai á, là bắt đầu cái sán khuẩn bắt đầu nó sẽ lan tràn vào máu đến các cái cơ quan nội tạng. Và cái thời kỳ thứ ba đó là sán khuẩn nó sẽ có mặt ở rất nhiều nơi, ví dụ có thể tổn thương thần kinh trung ương, hệ thống tim mạch, não nè, rồi mắt, gan, thận và là các cái ở ngoài da. Thì đó là sán khuẩn nó sẽ gây ra cái tổn thương những cơ quan này. Thì đây là cái lưu đồ về cái diễn tiến của bệnh giang mai ha. Thì cái bệnh giang mai người ta có ba cái thời kỳ, là kỳ thứ nhất thời kỳ 1, rồi giang mai thời kỳ 2 và giang mai thời kỳ 3. Giữa hai thời kỳ này là nó có cái thời kỳ gọi là giang mai tiềm ẩn, tức là nó không có biểu hiện lâm sàng. Thì trong thời kỳ này mình chỉ phát hiện bằng cái xét nghiệm huyết thanh giang mai ha. Thì người ta thấy rằng khoảng đây là cái nói về cái tần suất, tức là cái thời kỳ từ khoảng 50% là giang mai 1 là nó có thời kỳ thứ hai, còn 50% trường hợp là cái giang mai thời kỳ 1 nó qua thẳng luôn cái thời kỳ tiềm ẩn chứ nó không có biểu hiện thời kỳ thứ hai. Và trong cái thời kỳ thứ hai này thì cái thời giang mai tiềm ẩn này thì có 30% bệnh nhân sẽ diễn tiến đến cái giang mai thời kỳ thứ ba. Thì chút nữa mình sẽ trình bày rõ về cái thời kỳ giang mai 3 này. Còn 70% này coi như là người lành mang bệnh, người ta sẽ không có những cái biểu hiện lâm sàng gì. Thì đây là cái sơ đồ diễn tiến của cái giai đoạn giang mai. Thì giang mai cái thời cũng giống như những cái bệnh nhiễm khuẩn khác, thì cái thời gian ủ bệnh trung bình của giang mai là khoảng trung bình khoảng 3 tuần. Sớm nhất là 10 ngày mà muộn nhất là 90 ngày. Thời gian này là hoàn toàn không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng gì hết. Và sau cái thời gian ủ bệnh này thì sán khuẩn bắt đầu biểu hiện một cái giang mai gọi là giang mai thời kỳ 1. Cái giang mai thời kỳ 1 này cũng được xem là một cái nhiễm khuẩn tại chỗ, tức là tại cái nơi mà sán khuẩn nó thâm nhập, nó gây ra cái vết loét, mình gọi là cái sân giang mai và cái hạch tương ứng. Và thời kỳ này chỉ biểu hiện đơn thuần là cái sân và cái hạch. Và cái thời kỳ giang mai này nó chỉ kéo dài đến 6 đến 8 tuần. Những cái sân, cái loét hay là cái hạch đó nếu mà không có điều trị gì thì nó cũng biến mất và hoàn toàn bệnh nhân sẽ không có biểu hiện gì hết. Và sau đó thì sau một thời gian khoảng 4 đến tháng sau thì cái giang mai nó sẽ biểu hiện qua cái giang mai thời kỳ 2.
Cái giang mai thời kỳ 2 này thì mình được xem như là cái lúc này là cái sán khuẩn nó không còn cái khu trú tại cái nơi mà nó xâm nhập vào, mà nó sẽ theo đường máu và nó gây ra một cái biểu hiện toàn thân giống như một cái nhiễm khuẩn máu. Thì nó biểu hiện từ cái ví dụ như ở nhiều nội tạng, ví dụ như ở da thì phát ban, rồi ở đầu thì gây rụng tóc, hay là những cái sẵn ướt ở niêm mạc vân vân, và những hạch to toàn thân. Thì đây là cái biểu hiện của giang mai thời kỳ thứ 2. Và nếu cái giang mai thời kỳ thứ 2 này nếu mà mình không có điều trị gì thì các cái triệu chứng lâm sàng nó cũng biến mất sau 4 đến 6 tuần, và sau đó bệnh nhân hoàn toàn không có biểu hiện lâm sàng gì hết. Là mình gọi cái thời kỳ này gọi là cái thời kỳ tiềm ẩn, tức là khi mình chỉ phát hiện qua mình tìm cái kháng thể huyết thanh của sán khuẩn giang mai trong huyết thanh. Và cái thời kỳ này thì khoảng có nó kéo dài khoảng 3 đến 10 năm thì nó sẽ chuyển qua cái giang mai thời kỳ thứ 3. Thì cái thời kỳ thứ 3 này nó quay lại gọi là nhiễm khuẩn khu trú. Lúc này con sán khuẩn nó bắt đầu nó tập trung vào những cái cơ quan nội tạng và nó gây ra tổn thương. Ví dụ như tổn ở tim mạch thì nó gây tổn thương, ví dụ như tim cái túi phình động mạch chủ, hoặc hay là ở thần kinh trung ương nó sẽ gây các cái tổn thương, gây các gai thần kinh sọ, hoặc hay là nó gây yếu liệt hay là vân vân. Tức là thời kỳ này nó tổn thương khu trú và nó gây ra tổn thương các cái chức năng mà nó gây ra, thì chủ yếu là tim mạch, xương khớp và thần kinh trung ương. Và chỉ có 30% là từ cái thời kỳ tiềm ẩn này thì là có biểu hiện của cái biểu hiện lâm sàng, còn 70% là bệnh nhân vẫn sống khỏe mạnh, chỉ là người lành mang vi khuẩn. Và cái thời kỳ tiềm ẩn này thì người ta chia ra làm hai cái thời kỳ, tức là tiềm ẩn sớm và tiềm ẩn muộn. Tiềm ẩn sớm tức là cái thời gian nhiễm trong vòng dưới 2 năm, từ còn cái tiềm ẩn muộn là trên 2 năm. Cái này thì để người ta chia ra như vậy để trong cái phần điều trị. Thì đối với cái giang mai sau này, cái phần điều trị cái giang mai tiềm ẩn sớm mình coi được coi là cái giang mai sớm, còn tiềm ẩn muộn là cái giang mai tiềm ẩn muộn, cái điều trị của mình nó khác nhau. Thì đó, thì tóm lại cái bệnh giang mai nó diễn tiến qua nhiều cái thời kỳ khác nhau, tức là sau cái thời gian ủ bệnh thì nó có biểu hiện cái nhiễm khuẩn tại chỗ, là có cái sân, cái loét và cái tổn thương cái hạch. Và sau đó thì cái tổn thương này biến mất đi. Và sau một thời gian thì bắt đầu xuất hiện những cái giang mai thời kỳ 2. Lúc này sán khuẩn nó lan tràn khắp cơ thể và gây ra những cái tổn thương ở da, tóc, niêm mạc vân vân. Và các cái triệu chứng này cũng biến mất nếu mình không điều trị, và nó vào cái giang mai tiềm ẩn. Và khoảng 30% cái giang mai thời kỳ tiềm ẩn này nó sẽ biểu hiện qua cái thời kỳ thứ 3. Là cái giang mai thời kỳ thứ 3 lúc này là tổn thương có cái sán khuẩn nó khu trú ở các cái cơ quan, các cái nội tạng, nó tạo thành cái gôm và những cái loét, và nó gây rối loạn mất chức năng những cái cơ quan mà nó chi phối. Thì đây là cái biểu đồ của huyết thanh giang mai. Thì trong cái chẩn đoán giang mai á, thì mình có hai cái xét nghiệm chính. Một là cái xét nghiệm tìm sán khuẩn. Xét nghiệm tìm sán khuẩn tức là mình sẽ lấy cái dịch tiết ở nơi cái tổn thương có loét, và mình để lên kính hiển vi, để lên kính hiển vi này đen, mình soi tươi, mình thấy những sán khuẩn nó như cái hình mình vừa trình bày. Còn cái xét nghiệm thứ hai nữa là xét nghiệm huyết thanh. Thì mình có hai cái xét nghiệm. Một là cái xét nghiệm cái VDRL, cái hai là cái Bowen BBK á. Cái này là những cái xét nghiệm không đặc hiệu. Và cái xét nghiệm thứ hai là FTA-ABS, hay là cái xét nghiệm ngưng tụ hồng cầu, ví dụ như cái TBHA, đây là cái xét nghiệm đặc hiệu. Thì đây là cái lưu đồ mà cái diễn tiến của cái huyết thanh của giang mai thời kỳ thứ của giang mai. Thì mình thấy cái thời kỳ nguyên phát á, cái giang mai thời kỳ thứ nhất á, thì nó huyết thanh giang mai nó có thể dương hoặc âm tính. Thời kỳ thứ hai là âm tính 100%. Và cái thời kỳ thứ ba thì nó dương tính khoảng 95% là huyết thanh giang mai dương tính. Rồi, bây giờ mình sẽ nói cụ thể hơn về những cái biểu hiện lâm sàng của cái từng cái thời kỳ giang mai. Thì đầu tiên mình nói về cái giang mai thời kỳ thứ nhất. Thời kỳ nhất, như mình đã nói là sau khi cái thời gian ủ bệnh 3 tuần thì biểu hiện là những cái loét, biểu hiện hai cái vấn đề là cái sân và thứ hai là cái hạch, sân và cái hạch. Thì đây là cái sân của giang mai, hay là cái loét của giang mai, và đây cái hạch của giang mai ha. Đây là những cái sân loét của giang mai. Thì đặc điểm của những cái sân và cái vết loét này á, thì nó thường á là nó có một cái ha, thường có một cái, đôi khi nó có nhiều như hình tròn hoặc bầu dục. Đặc điểm vết loét của nó là bờ của nó thì nó thẳng đứng, rồi đáy của nó sạch, đáy của nó sạch, và đặc biệt nó không có đau. Thì mình chẩn đoán với các cái vết loét của cái
bệnh nhiễm khuẩn, bệnh loét sinh dục khác. Thì đây là cái vết loét đó, mình thấy là cái loét này nó phẳng rồi nó đỏ tươi, tức là đáy nó sạch, và đặc biệt là bốp nó không có đau. Và mình sờ bốp vào cái vết loét nó cứng. Đó là những cái đặc tính của vết loét của giang mai. Loét giang mai thì ở đó có thể ở nữ á, thì thường á, là nó sẽ xuất hiện cái loét thường gặp, ví dụ như ở ống âm đạo hoặc là cổ tử cung. Ngoài ra thì cái sán khuẩn này nó xâm nhập ở vị trí nào thì nó gây ra cái sân ở cái loét ở vị trí đó. Ví dụ như những cái đối tượng mình có quan hệ miệng sinh dục chẳng hạn, thì sán khuẩn nó sẽ xâm nhập ở những cái vùng tiếp xúc như là môi hoặc lưỡi, nó gây ra cái vết sân đây, và cái tính chất của nó cũng giống như đã trình bày ở cái phần loét ở sinh dục. Và cái thời kỳ này, ngoài cái sân ra thì nó còn cái hạch đó, thì nó sẽ xuất hiện sau cái sân khoảng 1 đến 2 tuần. Và cái hạch của cái giang mai thường là có một hạch, đôi khi là nó có nhiều hạch, người ta nói là nhiều cái hạch, và trong đó có hạch mình nếu mà khám kỹ thì mình có cái hạch nó to hơn, ưu thế hơn, mình gọi đó là cái hạch giống chúa đó ha. Thì mình để, và đặc điểm của cái hạch của giang mai này là nó đàn hồi, nó di động và nó không có đau. Thì đây là cái hạch của cái giang mai thời kỳ thứ nhất. Và cái xét nghiệm để mà chẩn đoán cái giang mai thời kỳ thứ nhất này thì mình xét nghiệm, mình tìm cái sán khuẩn thì nó dương tính khoảng 90% ha. Nó xét nghiệm mình lấy cái chỗ cái vết loét này, mình lấy dịch tiết, mình xem dưới kính hiển vi này đen, và mình thấy cái sán khuẩn là nó màu trắng, màu ánh bạc, và nó chuyển động ở trong các cái đông đưa ở trong cái vi trường. Còn cái thời kỳ này thì mình nếu mà xét nghiệm có cái huyết thanh giang mai thì nó có thể dương tính hoặc âm tính. Nếu mà trường hợp mà nó âm tính thì mình một tuần sau mình cho bệnh nhân xét nghiệm lại thì huyết thanh giang mai nó sẽ chuyển dương, là người ta gọi là cái thời kỳ cửa sổ, tức là cái lượng kháng thể nó tạo ra chưa đủ để dương tính. Và cái chẩn đoán phân biệt của cái giang mai thời kỳ 1 này là dựa cái vết loét này, dựa vào cái vết loét này mình phân biệt với một số cái loét sinh dục khác, ví dụ như là loét do herpes, rồi loét do hạ cam mềm, hoặc là loét do trúng độc thuốc, vân vân, hay một số cái bệnh lý khác, bệnh hụt xoài, bệnh bơ xét đó mình đó. Nhưng thì đây là một cái vết loét, số vết loét thường gặp, ví dụ như đây là cái vết loét giang mai ha. Thì thứ nhất là cái vết loét bờ nó thẳng đứng, nó đáy nó sạch, bóp không đau. Còn ngược lại là cái vết loét của cái hạ cam mềm, thì đây cũng là cái bệnh do lây truyền qua đường tình dục, do cái vi khuẩn Haemophilus gây ra. Thì cái vết loét này thì nó có bờ tróc nè, đáy nó dơ mềm và bóp nó đau. Rồi còn một cái vết loét nữa là vết loét do herpes sinh dục. Thì cái vết loét này thường là nó có nhiều cái vết chợt, vết loét nhiều cái đó, có thể nó gom với nhau thành một cái vết loét lớn, và thường nó đau, cảm giác đau. Và đặc tính của cái herpes sinh dục thì nó thường hay tái phát. Rồi cái thời kỳ giang mai thời kỳ 1, nếu mình không điều trị gì thì 4 đến 6 tuần sau các cái triệu chứng lâm sàng như đã nói, ví dụ như là cái sân hoặc là cái hạch nó cũng biến mất đi, và sau đó nó chuyển qua cái thời kỳ giang mai, cái thời kỳ thứ hai. Đó, thời kỳ thứ hai này lúc này sán khuẩn nó sẽ loan vào trong máu và nó loan tỏa đến các cái cơ quan trong cơ thể, nó gây ra biểu hiện toàn thân của cái thời kỳ giang mai thứ hai đây. Thì cái biểu hiện toàn thân như là da nó xuất hiện ban đào, hay là cái mảng niêm mạc hạch. Thì đặc điểm của cái thời kỳ thứ hai này á, thì nếu mình làm xét nghiệm huyết thanh giang mai á, thì nó dương tính 100%. Nếu mình thấy những cái biểu hiện lâm sàng này, nếu mình xét nghiệm âm tính các cái xét nghiệm thì mình không có nghĩ đến cái bệnh giang mai thời kỳ này huyết thanh dương tính 100%. Thì có những cái biểu hiện ở da, đầu tiên là mình ta gọi là cái ban đào ha, là ban đào là những da nó có những cái phát ban giống như màu hồng, giống như hoa ban, hoa đào khắp người. Đặc biệt của nó là nó không có mụn nước, không có ngứa. Phát ban này có sẵn màu, nó màu đỏ, màu hồng, đây là cái sẵn vảy ha. Và đặc điểm có cái sẵn này, cái này nếu mình không điều trị gì thì sau thời gian nó cũng mất đi tự nhiên, nó cũng mất đi tự nhiên. Và thường những cái này mình sẽ chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh da mà có những cái sẵn vảy này, ví dụ như là
cái giải phóng hồng gene B hoặc hay là cái phát ban do virus. Và đặc biệt cái rất là 60% trường hợp á, là cái ban đào của giang mai á, là nó có những cái sẵn và sẵn vảy ở lòng bàn tay. Đây cái này rất là đặc hiệu cho cái giang mai. Nếu trong trường hợp trong lâm sàng mà mình thấy có những cái phát ban mà cái lòng bàn tay bàn chân có những sẵn vảy như vậy thì mình cho bệnh nhân đi làm xét nghiệm cái tầm soát cái bệnh giang mai, xét nghiệm về huyết thanh. Rồi cái thời kỳ này thì hạch thì lúc này hạch to toàn thân, ví dụ như hạch cổ, hạch nách, hạch bẹn. Và cái tính chất hạch này cũng giống như trong cái giang mai thời kỳ 1, tức là nó hạch nó đàn hồi, nó di động và nó không có đau, không đau, hạch to toàn thân. Và đặc biệt nó có một cái sang thương mình coi gọi là cái mảng niêm mạc á. Cái mảng niêm mạc, đây là cái tổn thương nó ở vùng niêm mạc miệng, hầu họng. Đây là những cái vết chợt trắng, ở giữa trắng và xung quanh có viền đỏ. Và trên này nó có rất rất là nhiều sán khuẩn và dễ lây. Đó là tổn thương của cái niêm mạc miệng. Thì vị trí của nó ở môi, má, mắt, mũi, rồi hậu môn sinh dục. Thì thường mình chẳng đoán có những cái tổn thương với chợt lét ở miệng, ví dụ như là cái bệnh after, herpes, hoặc là các cái bệnh bóng nước như baby gut, lichen phẳng. Thì và cái thứ ba là cái người ta gọi là một cái tổn thương của nó ở cái sẵn ướt. Cái sẵn ướt này thì nó nằm ở những cái vùng hội âm. Cái tổn thương nó giống như là sẵn sùi mà nó giống như có mầm gà vậy đó, ở vùng ẩm ướt, vùng hội âm. Và trên này có rất là nhiều sán khuẩn và dễ lây. Cái thời kỳ thứ hai thì ngoài cái phát ban, cái ban đào giang mai ra, rồi cái hạch to, rồi còn cái một cái nữa, cái rụng rất đặc hiệu là rụng tóc. Rụng tóc trong cái bệnh giang mai cái thời kỳ thứ hai này người ta nó không đồng đều, nó lộn chỗn này, người ta gọi là cái rụng tóc kiểu rừng thưa hoặc hay là mối gặm đó. Và cái rụng tóc này nó chiếm khoảng 10 đến 15% trường hợp là cái bệnh giang mai thời kỳ thứ hai. Cái thời kỳ thứ hai này ngoài ra thì nó có thể tổn thương sán khuẩn, nó có thể gây ra tổn thương ở đáy mắt, rồi võng mạc và cái dây thần kinh thị. Đó là nói về cái giang mai thời kỳ thứ hai. Và cái thời kỳ thứ hai này nó, nếu mình không điều trị gì thì các cái biểu hiện lâm sàng như đã trình bày, như là cái ban đào, như là cái sẵn ướt, rồi cái mảng niêm mạc hay là cái hạch, rồi nó cũng tự nó biến mất đi, nó biến mất đi và nó vào cái giang mai thời kỳ tiềm ẩn. Và cái thời kỳ tiềm ẩn là cái thời kỳ này người bệnh nhân hoàn toàn không có cái biểu hiện lâm sàng gì hết, chỉ tình cờ ví dụ như là khám sức khỏe hay là có bầu mình tầm soát cái giang mai, mình chỉ huyết thanh dương tính ra thôi thành thử. Và chỉ có 30% á, cái thời kỳ tiềm ẩn này nó chuyển qua cái giang mai thời kỳ thứ ba đó. Thời kỳ thứ ba này thì nó xuất hiện từ 3 đến 10 năm sau khi cái giang mai sau thì nó có sẽ tổn thương thường gặp là ở thần kinh, ở tim mạch và ở xương khớp. Đặc điểm của cái giang mai thời kỳ thứ ba này, hai cái tổn thương khu trú của nó là một cái củ và thứ hai là cái gom. Cái gỗ củ của nó là những cái sẵn đỏ, có thể một cái nhiều cái, và nó có tổn thương cái sẵn này nó có thể loét và đôi khi để lại sẹo. Sẹo là cái củ, hoặc hay là cái tổn thương thời kỳ này nó có thể là những cái gom. Cái gom là diễn tiến là những cái cũng là cái củ, nhưng mà lúc đầu nó cứng, sau thì nó mềm ra, áp xe quá và nó hoại tử và nó hình thành cái sẹo đó. Và những cái gom này nó có thể ở da, ở niêm mạc và ở các cái nội tạng như là thần kinh, như là trung ương hay là xương khớp, và nó gây ra những cái mất chức năng cái cơ quan nó chi phối. Thì đó là cái giang mai thời kỳ thứ ba. Thì tóm lại thì cái đặc điểm về lâm sàng thì mình có là cái giang mai nó có thời kỳ thứ nhất là biểu hiện cái sân với cái hạch, rồi thì thời kỳ thứ hai là biểu hiện về cái tổn thương da, cái ban đào ở niêm mạc, có mảng niêm mạc, hạch, rồi viêm khớp, rồi vân vân, rồi sau đó qua thời kỳ tiềm ẩn và 30% thời kỳ tiềm ẩn thì nó qua cái thời kỳ thứ ba là cái giang mai. Giang mai thì nó biểu hiện cái ở da, có thể tim mạch và thần kinh trung ương, nó gây ra các cái tổn thương, các cái cơ quan mà nó khu trú. Về cái nói về cái xét nghiệm của huyết thanh giang mai
thì nó có hai cái xét nghiệm chính. Một là cái xét nghiệm người ta gọi là xét nghiệm phản ứng Rigin. Cái xét nghiệm này người ta dùng kháng nguyên không đặc hiệu, người ta dùng những cái chất cardiolipin. Thì thường cái đặc điểm của cái phản ứng này, ví dụ mình hay làm ví dụ như cái BDRL vậy, và cái phản ứng đặc hiệu là cái phản ứng này, thì cái kháng nguyên của nó mình dùng cái chính cái dị nguyên của con sán khuẩn Treponema pallidum, nó khác nhau vậy. Thì sở dĩ đối với cái phản ứng không đặc hiệu này, cái ưu điểm của nó là độ nhạy nó cao. Thứ hai là cái giá kỹ thuật nó dễ làm và cái giá thành nó rẻ, thành thử thường người ta dùng để trong cái tầm soát, ví dụ như là tầm soát cho thai phụ hay là tầm soát ở những cái đối tượng nguy cơ cao, ví dụ như là gái mãi dâm vân vân. Rồi thành thử khi mà cái xét nghiệm này nó dương tính thì mình sẽ làm cái xét nghiệm đặc hiệu, cái phản ứng đặc hiệu này. Thì cái phản ứng đặc hiệu này đặc điểm của nó là nó ưu điểm của nó là nó độ nhạy, độ đặc hiệu nó cao, độ đặc hiệu cao. Thành thử khi mà dương tính, cái xét nghiệm này dương tính thì coi như là chắc chắn là bị bệnh. Thành thử nếu mà cái xét nghiệm này mà nó đó, nhưng mà cái nhược điểm của này thì cái xét nghiệm này nó đắt tiền hơn và cái kỹ thuật nó khó làm hơn. Thành thử thường là người ta tầm soát, người ta làm cái xét nghiệm không đặc hiệu cái phản ứng Rigin này, và khi nếu mà nó dương tính thì mình sẽ xét nghiệm qua cái xét nghiệm đặc hiệu. Thì nếu mà khi mình làm, nếu mà khi mình kết quả mình ra thì mình sẽ như thế nào? Nếu mà cả hai cái, ví dụ như cái xét nghiệm không đặc hiệu và âm, cả hai cái này đều âm tính, thì đó, một đó là cái bệnh nhân không có mắc bệnh giang mai ha, hoặc hay là có trường hợp là bệnh nhân giang mai sớm. Nhiều khi bệnh nhân tới mình có cái vết loét, cái trường hợp này tôi cũng đã gặp rồi, bệnh nhân tới có vết loét, có xăng, có hạch, nhưng mà mình xét nghiệm ra nó âm tính. Mình với những trường hợp này người ta gọi là cái giang mai sớm trước, nhưng mà mình chờ một tuần sau nữa mình làm xét nghiệm lại nó đảo dương ha, thì xét nghiệm nó chuyển dương. Hoặc hay là những cái trường hợp mà giang mai mình phát hiện sớm, mình điều trị đúng và thì nó cũng sẽ âm tính, tức là giang mai đã điều trị khỏi. Rồi trường hợp thứ hai là mình xét nghiệm cái tầm soát này mà nó dương tính, cái này thì âm tính, thì đây là coi là chừng là đây là cái phản ứng dương tính giả. Thì cái VD là nó dương tính trong rất là nhiều bệnh khác nhau, ví dụ như là có cái bệnh lý bệnh nhân mới chủng ngừa, hoặc hay là bệnh nhân bị lupus đỏ, hoặc hay là bệnh nhân cho có các cái hội chứng kháng thể kháng phospholipid. Rồi trường hợp mà cái VDR nó âm tính hoặc là nó dương tính mà cái TBHA này nó dương tính mạnh, thì có thể là cái giang mai thời kỳ 1 mà hiện tượng phân ly kháng thể sớm. Thì thường á cái TBHA với cái đặc hiệu với cái VDR thì cái này thường nó dương tính trước, thành thử cái tỷ lệ nó dương tính trước. Cái này mình thử lại sau thời gian thì cái VDR nó có thể chuyển dương. Rồi một số cái trường hợp cái giang mai mình không có, mình thấy trên cái lưu đồ của giang mai đó, khi mà nếu cái diễn tiến một số trường hợp á thì cái sau cái thời gian 2 năm á thì một số trường hợp cái VDR nó âm tính nhưng mà cái TBHA này nó dương tính, trong những trường hợp giang mai mà mình không có điều trị hoặc hay là mình điều trị muộn thì cái này mình nó vẫn còn dương tính, mình gọi là cái sẹo huyết thanh. Rồi trường hợp thứ tư nữa là cái hai cái này đều là dương tính mạnh hết, thì đây là cái giang mai chưa điều trị hoặc là đang điều trị. Thì khi mình có cái kết quả của cái huyết thanh giang mai đặc hiệu không đặc hiệu thì mình đây là một số cái nét chính để bàn luận để mình hướng tới cái chẩn đoán và mình điều trị cho nó phù hợp đó. Thì đây là một số cái dương tính giả mà mình gặp trong cái phản ứng không đặc hiệu và đặc hiệu. Thì tóm lại chẩn đoán về cái bệnh giang mai thì mình chủ yếu mình dựa vào cái hỏi bệnh sử, tức là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, ví dụ như mình cái thời gian trước khi mà xuất hiện cái xăng cái vết loét thì cái thời gian trước đó khoảng 10 ngày 2-3 tuần trước đó bệnh nhân có cái hành vi nguy cơ, rồi khám lâm sàng để phát hiện đó từng giai đoạn. Ví dụ là cái giai đoạn 1 mình phát hiện cái xăng cái hạch có đặc tính của cái đặc trưng của giang mai hay không. Thời kỳ thứ hai là mình xem, mình nghi ngờ, mình xem khám để có những cái ban đào, cái rụng tóc, cái sẵn ướt, cái mảng niêm mạc hay là tổn thương ở thận, mắt rồi vân vân. Và cái thời kỳ thứ ba là các cái tổn thương khu trú dựa vào cái giai đoạn. Và cái chẩn đoán chính là mình dựa vào cái xét nghiệm ha. Xét nghiệm thứ nhất là xét nghiệm mình tìm sán khuẩn,
mình tìm sản khuẩn đây là mình đây là cái tiêu chuẩn vàng, tức là mình sẽ xác định được cái bệnh. Còn ngoài ra mình xét nghiệm gián tiếp qua xét nghiệm huyết thanh giang mai là gồm có cái xét nghiệm đặc hiệu hay không đặc hiệu như đã nói. Thì đây là cái lưu đồ mà mình tiếp cận cái bệnh nhân giang mai. Cái bệnh nhân nha, thì khi bệnh nhân đến với mình có triệu chứng hoặc là dấu hiệu, ví dụ đến với mình có vết loét giang mai chẳng hạn ha, thì vết loét thì mình thì thường á là cái biểu hiện là mình sẽ qua mình khám xét nghiệm mình đây là cái giang mai sơ nhiễm. Rồi khi mà đến với mình á mà có cái biểu hiện về dấu ban đào mẫn rồi vân vân, mảng ướt niêm mạc, thì đây là cái biểu hiện của giang mai thời kỳ thứ hai. Tức là cái lưu đồ này, tức là khi mà bệnh nhân đến với mình là có huyết thanh giang mai dương tính ha, cái huyết thanh giang mai dương tính, thì mình nếu mà có loét thì giang mai một, mà có những cái biểu hiện mà ví dụ như là cái ban đào hay là cái những cái tổn thương mà đặc trưng của giang mai hai á. Còn nếu mà huyết thanh giang mai á mà nó dương tính mà bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng gì hết thì đây là cái giang mai tiềm ẩn. Tiềm ẩn thì mình xác định là cái thời gian nhiễm bệnh là bao lâu, thì một số cái mình đánh giá một số yếu tố nguy cơ như trước đó, như xét nghiệm huyết thanh trước đó mình âm tính, hay là bệnh nhân có tiếp xúc với giang mai sớm, hay là bệnh nhân có cái biểu hiện của lâm sàng giang mai, dấu hiệu giang mai điển hình trong vòng một năm, thì đây là cái giang mai sớm. Còn trong trường hợp mà có huyết thanh giang mai mà nó dương tính mà mình các cái yếu tố này mà nó không có thì mình đây là một cái trường hợp cái giang mai tiềm ẩn muộn. Thì sau khi chẩn đoán và điều trị thì mình chẩn đoán thì mình điều trị cái về cái bệnh giang mai, thì cũng giống như các cái bệnh nhiễm khuẩn khác thì cái điều trị này mình phải sử dụng kháng sinh trong điều trị. Thì cái nguyên tắc thì điều trị thì cũng giống như các cái bệnh nhiễm khuẩn khác, tức là phải điều trị sớm đủ liều ha. Rồi quan trọng nhất trong cái bệnh giang mai là mình phải, hay là các cái bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục nói chung, là mình sẽ điều trị cho các cái bạn tình của bệnh nhân để tránh ngừa cái vấn đề mà bị tái nhiễm trở lại. Và thì đặc điểm của cái giang mai thì qua khác với cái bệnh lậu, mình thấy bệnh lậu từ khi penicillin ra rồi nó kháng thuốc, rồi đến cái ciproquinolone ra nó kháng, rồi mình thấy tình trạng nó kháng thuốc liên tục. Rồi nhưng mà đối với cái giang mai thì cái penicillin thì đến hiện nay người ta sử dụng gần như mình thấy sử dụng đúng thì gần như không thấy cái tình trạng kháng thuốc, chưa có trường hợp nào kháng thuốc, vẫn là cái first line, cái điều trị chọn lựa đầu tiên trong cái điều trị giang mai. Thì mình biết đây là cái tác dụng cơ chế, đây là cái penicillin, cái kháng sinh đó, mình được sử dụng trong cái điều trị cái giang mai là cái benzathine penicillin trong cái điều trị cái giang mai. Cái tác dụng chậm, bởi vì mình biết cái thời gian của sán khuẩn á, là nó phải nhân đôi, nó tới phải 33 giờ nó mới nhân đôi một lần, thành thử mình phải sử dụng cái penicillin tác dụng chậm nó. Và cái sán khuẩn này nó sẽ cái vi khuẩn mà nó sẽ tác động, thuốc nó tác động vào cái vi khuẩn trong cái thời kỳ mà nó sẽ nhân đôi, tức là nó mở cái kênh ra để nó hấp thơ, nó lấy các cái dưỡng chất vào để cho cái thời kỳ nó nhân đôi lên, thì đó là cái thời kỳ mà kháng sinh nó có tác động lên cái vi khuẩn. Thì đây là cái cơ chế tác động của cái kháng sinh, cái benzathine penicillin trên cái vi khuẩn. Thì thường đây là cái kháng sinh thì người ta sử dụng cái liều là dùng cái kháng sinh là benzathine penicillin, và mình với cái người lớn là mình tiêm bắp 2,4 triệu đơn vị, thì tùy theo cái thời kỳ giang mai. Về cái điều trị giang mai sớm á, thì giang mai sớm là gồm có những cái giang mai nào? Thứ nhất đó là gồm có giang mai 1, giang mai 2, thời kỳ 2 và cái giang mai tiềm ẩn sớm. Thì cái này á, thì đây là người ta gọi đây là giang mai sớm. Thì cái phác đồ khuyến cáo của CDC từ 2006, 2010, 2015, bởi vì CDC 5 năm người ta sẽ cập nhật một lần, thì mình thấy vẫn cái benzathine penicillin, cái thuốc này vẫn là cái thuốc chọn lựa đầu tiên. Chưa, hiện nay chưa có thuốc nào mà thay thế cái benzathine penicillin. Và với cái người lớn là mình dùng cái liều là 2,4 triệu đơn vị tiêm bắp liều duy nhất. Còn đối với trẻ em thì vẫn là benzathine penicillin chích theo cái kilogram cân nặng
kg gan nặng. Và một cái số thuốc thay thế, một số thuốc thay thế thì là cái gồm cũng và trước nay giờ vẫn là doxycycline, rồi tetracycline, hoặc là ceftriaxone, là azithromycin. Đó thì cái hiện nay thì mình ta, nhưng mà đối với cái azithromycin thì hiện nay người ta có thấy những cái kháng thuốc cũng như gần đây CDC người ta khuyến cáo là không có sử dụng cái azithromycin trong cái phác đồ thay thế của điều trị bệnh lậu. Thì một số cái nghiên cứu người ta nói về cái tình trạng kháng của cái azithromycin với lại cái sán khuẩn giang mai, tức là sán khuẩn giang mai. Và cái CDC mới người ta cũng đưa ra khuyến cáo là mình không có dùng cái azithromycin trong cái điều trị cái bệnh giang mai. Và cái doxycycline cũng được điều trị trong cái giang mai thay thế khi mà đó không phải là thai phụ. Còn đối với phụ nữ mang thai thì cái phác đồ thay thế của nó thì mình dùng cái erythromycin. Đối với giang mai mụn thì giang mai mụn trừ cái giang mai thần kinh hoặc hay là giang mai không rõ thời gian á, thì theo khuyến cáo của CDC thì mình dùng vẫn là cái benzathine penicillin, nhưng mà cái liều mình sẽ 2,4 triệu đơn vị, nhưng mình dùng tổng liều chích 3 liều liên tục cách nhau 7 ngày thì tổng liều của nó là 7,2 triệu đơn vị. Vậy cái dị ứng với cái penicillin vẫn là phác đồ thay thế, vẫn là cái tetracycline hoặc hay là cái doxycycline, uống 4 là uống liều thông thường trong vòng 30 ngày là cái phác đồ thay thế. Thành thử cái phác đồ ưu tiên là nó hiệu quả, là gần như không thấy tình trạng kháng thuốc. Phác đồ thay thế chỉ thay thế trong trường hợp bệnh nhân dị ứng với lại cái penicillin, tuy nhiên cái hiệu quả của nó không chắc chắn. Thành thử với những cái bệnh nhân mà không dùng được cái penicillin thì nếu mà dùng cái thuốc thay thế thì mình phải theo dõi kỹ hơn về cái về nói về cái tim, cái giang mai tim mạch ha, thì khoảng là 10% bệnh nhân mà không có điều trị á, thì nó có biểu hiện của cái tổn thương về cái tim mạch. Tim mạch có thể bệnh lý của những cái mạch máu như mạch vành nhé các bạn, gây ví dụ như gây thiếu máu và nhồi máu cơ tim, có thể gây tử vong. Hoặc hay là cái động mạch chủ thì cái sán khuẩn nó có thể nó gây cái túi phồng ở cái quai động mạch chủ, và cái túi phồng này nó có thể dở ra, bệnh nhân có thể gây đột tử. Và cái giang mai bẩm sinh thì do người mẹ mà mắc cái giang mai mà không được điều trị, thì người ta thấy cái giang mai này, giang mai người mẹ có thể lây cho cái thai nhi, có thể trong suốt cái quá trình mang thai. Tuy nhiên cái dưới 4 tháng, dưới là thai mà dưới 4 tháng thì cái tỷ lệ mà nó lây truyền rất là thấp, không đáng kể. Và sau 4 tháng tuổi á thì cái người mẹ sẽ cái sán khuẩn giang mai nó có thể qua hàng rào nhau thai và nó gây ra cái giang mai bẩm sinh. Và trong đó 40% là nó gây ra hiện tượng chết thai ha. Thì cái giang mai bẩm sinh thì khi mà sanh ra thì đứa bé ra đời thì nó có biểu hiện những cái tổn thương, ví dụ như ngồi da nó có những bọng nước, ban đỏ, nứt da, hoặc hay là những cái tổn thương xương điển hình. Đây, ví dụ đây là cái giang mai, những cái dấu hiệu dợp da trong cái giang mai bẩm sinh ha. Thì cái giang mai bẩm sinh thì người ta chia ra làm hai cái. Một đó là cái giang mai bẩm sinh sớm thì nó xuất hiện trong 2 năm đầu đời, và cái giang mai bẩm sinh muộn thì xuất hiện ở trẻ sau 2 tuổi. Thì ngoài cái biện ngoài da thì nó có thể biểu hiện là ở hồng cầu có thể thiếu máu, có thể gây vàng da, và đặc biệt nó tổn thương xương khớp. Mà cái hình ảnh người ta nói là cái hàm răng Hutchinson là rất là đặc hiệu, nó giống như cái lưỡi cưa. Đây là cái tổn thương răng đặc hiệu của cái giang mai. Đó. Hay là những cái tổn thương, đây là cái hình ảnh của cái tổn thương do cái giang mai bẩm sinh. Hoặc là tổn thương khớp, tổn thương các cái khớp, hủy hoại các cái đầu xương khớp, hoặc hay là viêm các cái màng xương hoặc là phá nó quỷ các cái đầu dưới của xương cánh tay đến xương cẳng tay đó. Đây là hình ảnh của cái tổn thương xương do cái giang mai đó, hoặc hay là cái vôi hóa sớm của vùng sụn thì nó gây biến dạng cái xương, biến dạng xương trẻ luôn và biến dạng xương. Thì
với cái việc chẩn đoán giang mai bẩm sinh á, thì giang mai bẩm sinh mình đang nghi ngờ tất cả những cái trẻ sinh ra mà có cái phụ có người mẹ mà bị giang mai và có xét nghiệm huyết thanh dương tính à, và cái trẻ sơ sinh á, và hay là trẻ em nó có lâm sàng tương ứng với cái biểu hiện mà mình đã nói à, thì với những trẻ này thì mình cần làm cái đánh giá cái xét nghiệm đánh giá cái VDR tức là cái huyết thanh giang mai của dịch não tủy và đánh giá các phản ứng viêm của cái dịch não tủy. Điều trị cái giang mai bẩm sinh á, thì cái thuốc vẫn là cái kháng sinh là penicillin thì có thể sử dụng là cái penicillin D ha, đó tiêm bắp mà 100 đến 150 ngàn đơn vị trên kg một ngày đó, trong vòng tổng thời gian là 10 ngày, hoặc hay là cái protein penicillin 5